chính này cô miền tây lọc cái thà này cô lư sâu sầm lấy hoàng ngày nó để sải rồi lư sâu sầm lấy bác để sải được chuyện bỏ chuyện này cô làm đó chà được chuyện nó không được chuyện này cô miền ấy mà lư sâu sầm lấy cả nhưng kết không được chuyện nhưng miền cả đạt được chuyện là chuyện mà nhá à, chẳng biết sầm lấy miền sạt tới châu là chiều với tương dương lư sâu sầm lấy chà thấy không con sâu sầm lấy nó ba cả đạt được chuyện và chẳng mà này cô miền được chuyện miền cả đạt lư này ắt lư ấy phụ ấy nâng cái thai dương thăng long. Dạ và ok. Chứ ngày nắng nhung trong phía sau muối là tiện tôi muối cà bằng cà sâu. Dạ. Cà bằng cà sâu phải chứ. Và hỏi tiện tôi thì muối là đậu bá đấy. Này cô kết tha đậu bá này cô ai bằng cà sâu ở lư sâu sầm lầy mà nó. Đậu bá lùi nhóm nữa nghe. Và nhung kết tha ai bằng cà ở lư sầm lầy bán. Này cô thơ thằng mạch này cô sạc là bỏ. Do vía từ cua rồi cò lông á. Giang cua mà. Nhung cua vía muối tóc. Nó lư sâu sầm lầy tóc à? Ồ, lư sâu sầm lầy. Ừ. Trong này lư sâu sầm lầy à nè. Ôi lư chanh bia này với nhỉ? Mà chanh bia này. Chứng tòa vô dây mà cô viên chẳng. Chẳng. Chà. Rư nhung đời xa nhung kịch tha dạy viên miền và hồng khăn ông. Ồ. Dương ai phá lông được khói và hai lư. Phá lông. Nói sao cũng sao phá lông mà. Nhung sao không? Mà phá lông á lư. Ốt nữa à? Ốt lư phòng. Ốt đời xa ấy. Đời xa nơi khăn ông với viên cái hai thằng cả lại tốt đôi chị cả đặt được chị như thế này đúng không? Chà. Như này bảo mình cả lại đang đấy bệnh lừa cả khói cái mình cả lại ok. Chà. Chắc ngày nay nhân viên bị thi sát mùi, nãy giờ nhiều anh ấy, nhiều máu quan là cho cái trong lăng lá, thời bên mình lừa sầm lầy này đó. Quan là phong mùi nắng à? Mà gọi phong mùi nắng. Nhiều màu pa nắng phong nắng. Cô lừa lăng bên lừa sầm lầy này đó. Ai bằng cát ai lừa sầm lầy mà? Bà này, thế này cô ai sạt là vong mà vớ. Chắc này nhom trạm. Dạ thương mấy ông viên lưu sầm lầy ọt đúng không cũng ọt miền phó chà đúng chưa chà và chẳng đầm bay thôi viên lưu sầm lầy chà mình bốn này cô thử thử mấy hồ chụm nách đá là biết sẵn ô rồi chụm nách đá bằng bốn luôn năng này này cô che là bia hồ chụm nách đá đấy chà che thế nào chà dạ một đống những đạn này cái máu đấy chà đạn này thì bịa nghi nghi chà những tiền cái máu anh ấy máu nào mày chúng mà đòi mày cái đá bên này chụp, nghe, chà, chừng cái tục lại nấy chơi mày cái nào, chà, dừng can để chụp á, chừng dừng can làm điểm đại phí đi, can trong lại mình đá nó hơi dừng dòn đi, cột mà nè, chà, tại bây giờ mà dừng cột dừng bị sạt, cái nhé, chà, bây giờ cắt kháng à, chà, chừng bây giờ cắt kháng vì du đang lư, vì lư thế bên tay vì du, chà, chừng làm bay cắt thôi cả cắt miền tịch, dừng liệp tật. Ồ, đặt tật tiệt rồi. Đặt tật, mày cần thôi cắt ở đây ạ. Chà. Đấy cắt kháng à. Chà. Chân điệp tật nó vì dân cầu tớ. Lưu sầm lấy hả? Lưu sầm lấy, chắc này cũng xa là vòng quá. Chà nghe, nhưng xa là vòng. Nhưng mà nhìn hồ thì mày cần đá sao? Chà. Nhặt chú nè. Cái thang nó cần đá đó. Chà. Và chân này cũng điệp tật cái tịnh bán này cũng thường bị. Và liệp tầm kháng ấy cô ấy. Má liệp tầm kháng quá nhưng cột mà kháng. Má nhưng cột tầm kháng đó. Chà. Ồ. Lưng mến cô. Ồ. Chà. Rùa phát này cô. Rùa ta. Ồ rùa. Hay bởi nhông cột khlắng lư hệt khlắng á. Nó rùa xạo khlắng quá. Nhông đứt. Sự ngột sạc quá à. Chà. Chạy phóng đi còn chân này đó, bọn này cũng đã tự nguyên xài ông về tới cầu toàn lưới. Ồ, chân ấy, dần ai chỉ luôn vô mỏ hay vô. Dạ. Vì xài ông đứt xài phóng hay vô. Xài ông về cầu đã xài lưới. Dạ. Thế ở lưới mà. Chân này cũng mình kết thà, được bà nó bị lưới xài á. Tạm cũng nhật bọn này cũng toàn làm đó. Dạ, mấy lúc hồi xưa nhóm bọn thà rồi chịa lưới thì sao miền sâu nó ba cái đạt rồi chịa. Bà chân sâu đây chanh bị bọn bông ở lôi nhóm nắng. Vì mình cái đá thế. Ở mình cái đá thế chứ. Và nhưng mà đang tha ta vì lưu đời xa ấy được không? Còn là cột chứ. Nếu càng nay nhóm cột nhóm đang cả mũi bằng càng mình có cận. Hôm nay nhóm lăng cả cận. Chà. Và chứ này cũng chẳng mơn á. Chà. Vì đây là khu dọn ấy. Cột mà đấy á. Chà. Bà này có liếp tắc thế vì sạch lăng á. Chà. Nó chẳng cả cận bị thủng. Ồ. Cận thủng bông thì việc nghe nhỏ rồi. Vì này cũng cột tới vì nhỏ. Chà. Và chẳng bà dân tạm tật đi tới vì là ở trái tới. Vì bạc trong đấy. Cứ anh bông nó bị nhỏ. Chà. Đó, bà hàng này nhỏ, hàng này cứ nhỏ này. Anh nó mà dừng vậy chạy tôn ngoài trời đi tới, anh nó nghĩ là đây rồi nắng á. Chà. Và tại dừng cùng vậy đó đây rồi nắng, dừng vậy là bị nhỏ này. Chà. Và chứng, bà dừng
tia như thế vì nhiều mỏ đó nhó làm nhó với nè tập phát một cho là nòng phùng đây sao một phùng dân mũi màu mà chắc mình mới cho lòng năng cha bây giờ làm nhó đấy phát một cho là sạch nó nòng phùng nè tự cho nó bị nhiều mỏ này bây giờ cho năng nhó vì nhó việc bằng cả tay chia là lo chuyện trùng cha đó cả lòng trùng cho lao tới việc tụt sinh cho lao lắm và cả tiền thì sâu xuống này Chà Người vô lắm vô là khủng. Mà chắc này cũng xả là bọn thường xả thêm á. Bọn dân xả không á. Xả không à? Chà lại ở lử. Chứ dân ai phở một bông ấy xây nhỉ là khủng. Như trong phở một bông ấy đấy. Lù hạ ấy xây xây đấy. Ôi ta là chìa một bông chẳng. Bán, ôi ta miên bà hào. Chà Chà ôi ta bị ở bà hào. Ở bà hào này cũng phơ mấy cơ viêm lử đây. Chà. Rồi. Thế. Ồ. Chẳng là sao là cậu rất là cậu xiếp hả nó với nhòa. Xiếp là cậu dưới tay cậu xiếp á. Về cậu thấy xiếp hả nó. Chà. Chẳng phê nhóm tục hẳn nế. Xong lấy lên lửa. Ba tại sao vì cái lấy mình làm nhòa. Chà. Này cũng. Lấy nhóm miên xong bẻ chớ này của mưa á. Chà. Miên cao bây giờ phết khóc này. Chà. Hay miên tức. Miên. Công tích cả đà. Tích cả đà. Chân nhóm trăng ngay là cụ. Thư mấy cái cao nó miên sâu xong lấy. Cao nó miên sâu xong lấy. Nhóm trăng. Nhóm trăng ngay cao nó bị bật cao sâu xong lấy. Sâu xong lấy chân bị cao rồi. Mà nâng à. Cụ thư nhóm. Nghĩa cua cao quá. Cua hả? Chà. Nên cụ cua mới là cụ dây cua. Nhóm giờ này cụ ăn. Dạ bạn đó. Cua bán. Chúc bọc kéo bị cua hả? Kéo bị cua hả? Vâng. Địch bê dưng, địch bê thật lọc thật lẹ cao ấy, bay ấy thật lẹ tớ á. Vì có lưu sầm lấy này. Ồ, bê dưng cho lòng tay. Chà. Bọc kéo cháu ấy thật lẹ mày. Mình chỉ lòng tay thì dưng thơ ấy tớ bị thật lẹ chẳng á. Chà. Vâng. Chẳng ngày nãy nhưng mà chẳng ơi là cô bọc kéo cháu được gọi cua ấy. Chà. Nhưng chẳng cô dẫn đáy, xin chạy. Cắt cắt nó lên một cái. Còn thưa đây chứ. Mà, ở cái đó. Ai bóng cắt sâu xong lên. Cắt sâu mà nhầm đó. Nhầm chứa hay là khủ. Mà. Vì em ăn chứ. Nhưng lên thì khủ sẵn là bóng thôi mà. Nhầm. Mà là tất nhiên là nhầm tối này. Mà. Nhầm tối này khủ đã tất rồi. Ngủ thôi mà lừa. Nguyên lừa ấy khủ. Ngặt chân nhầm đó luôn. Chà. Ngặt chân. Chà. Mà mình lừa. Chắc nhầm. Hả lấy nhầm chạy tật áo. Lực hủ. Thôi anh chân đá tới ai lưu xong lên đài. Mà. Chạy tật nhầm ơi. Ồ. Chạy. Em chờ anh biết. Tịch mà đấy. Đấy mượt khứa nha. Chà. Tật à. Hay cao tầng ón nó ai bằng cao sâu tầng ón nè. Ý mình cao khlát. Ai. Ai bằng cao. Cao khlát ai bằng cao sâu. Ồ. Chắc nghe lực hủ. Nâng vì sài thì tiết cho nhầm trạm. Chà. Đấy nghe khủ sạch là bóng. Nhầm. Nhưng còn thôi anh chân từ đại tiết mà nếu cũng kết hạn bên này cũng rồi đang nay là cũng nhà đóng làm bệnh đây ấp đang lục hú hả ấp ấp đây gọi là ấp muối mọt cay nó bị ấp xuống dạ ấp ấp đó chân không chân cắt khăn với nhau chân mà chân này cũng cầm mấy cặm thôi cắt này cũng đặt chân tí chứ nhưng ai chỉ lụa mà chỉ lụa cao đi quá đấy mà là ngày hiền xuống hiền xuống với ấp ấp lưới mua tiết cao một tiết cao một tiết cái này có ớt đấy. Ớt lưu đá. Chà. Và trên cao này mình cũng giảm đấy. Ngấn đi. Ớt. Lưu ai được không? Lưu. Hết ấy mình lưu chẳng. Ok. Chà, mấy bạn lưu được không? Lưu thì cũng mới cao hơi dưỡng. Bia thùng bằng lưu nhá. Mà đuôi như thế nào. Chà. Đuôi nó khăn khổ này. Chẳng bên này là cô câu này tới. Thưa ơi cao nó không nên nhỏ. Chà. Còn nhỏ với cao nó khăn tới khăn tới. Nhưng mà tức nó cao ạ. Còn nhỏ khăn này. Vì bà mới thấy cao không chứ. Chà chà. Đó bà mới thấy cao bị nhỏ này. Chà. Đó tức nó cao bị nhỏ bà mới nhỏ. Tới bây giờ bà chia được lô kỳ trùm. Cả lô lô kỳ trùm tiền. Chẳng bây giờ bà chia sâu xong lấy này. Chẳng này cô kết tha. Sâu xong lấy cao này. Vì cả làng đời xa cao được cả làng xa tật. Nhưng kịch thà cả làng đời xa cao phóng tật phòng. Cao phóng tật phòng. Chà, vụ ấy nhóm cột cao.
Cột cào. Chà, cào nhúa hay phiệp nhúa bỏ cào nâng bóng cào bóng cào tự đo tật nhúa. Tự đo tật thôi, tật nhúa. Chà, tật nhúa tiệt. Tật nhúa, tật và cật mùi cáo. Bán, bán thì sâu sâu lầy. Sâu lầy. Chà. Chúc, này có biết chứ là cào pin ít hết ấy mình bị ổn được. Nhưng cật tham mà ổn miên trường. Hả, thì trường, trường như thế kia nè. Mẹ nó ổn miên trường khổng đó, chứ là khổng. Vá? Vì ổn miên trường khổng. Rồi xa trường vì thùng vị như thế đó. Chẳng vì bây giờ dân câu tớ, vì mình nghi nó mình cao nhỏ rồi. Chà, ồ. Câu tớ. Chà. Nó ngờ xay lưu cầm ra thiệt. Chà. Mùi chứ là xay lưu cầm ra. Ba cầm ra với căn là crack này của câu tớ mình nghi vì mình cao nhỏ mà. Vì cao như chẳng vì sạc đường. Chà. Vì là câu tớ vì chậm nhỏ, chẳng vì chậm lưu. Lưu sổ xin lưu. Vân tay vì mình nghi những lưu. Chà. Vì nhỏ, vì mình nghi những nhỏ này cũng đó. Chà. Mà chẳng, sẽ độc máu, cao dưới, ai lưu bán là xả. Đời sạch, đời sạch tức. Đời xa lùm nhò là bỏ tức. Đời xa lùm nhò là bỏ tức. Và tức nâng nông cao nâng. Chúc bà sân nhông đặt cái tích đá nâng châu tới nông cao hay cột tiết á lục hù. Ta anh nâng lưu dùng lấy nhó nữa. Nhưng chọn xa. Chẳng không? Chẳng xa là bỏ mới này, ưu xa là bỏ mới. Đã chờ này tích lục hù. Đã phần nắng mát á. Mà. Này lưu ta lục hùng. Vâng, lưu này khu sẽ miên bác bò lấy đó. Vâng, kết này cái tích cái đám ấy, này khu sẽ cái tích cái đám ấy. Cái tích cái đá đuôi cơ hình cơ á lục hùng. Vâng. Thế nhé. Ồ. Chẳng phê đài tích tật. Hút nọ. Ngồi khuyên tật khuyên tích vân là cái gì? Chà, nhưng khuyên tật năng đuôi vân á, tật năng cài quá. À, chẳng thì xa, phê đài này khu câu tớ. Cái với nhùa. Dạ. Vì nhùa chẳng bị thư cho là làm đại vân là cụ. Chẳng tật năng cái với vì đôi khi hạ đôi khi vươn lên đó, điều cao tôi chỉ là lột khói vươn lên đó, chân như mưa cái tay cái đá hình vươn lên hiểu không? Vươn, chân đó lột năng bị phá một tay cáo, vì cả chỉ xấu. Cô cho mấy ông câu lại lột anh nhóp. Và cô còn nhóp hay bị ai vươn, thế? Chà. Và cái tay cái đá hình vươn lên đó, thế? Chà. Chân cái tay cái đá nó riêng gọi đặt đầm bay xuống qua tay tật gì? Oh. Đầm bay xuống kẹt một tay tật. Chà. Vì ai cật lại? Vì vươn lên. Và hiểu không? Chà.